Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Uống miếng nước cả nhà rồi bắt đầu giới thiệu cả nhà nha. Ô long, ô long. Rồi qua một bên đi cưng. Cà phê cũng không thể thiếu ngang cả nhà. Đó, làm gì làm cũng phải có cà phê. Rồi hôm nay mình giới thiệu cả nhà ăn món ngon mỗi ngày với mình nha. Mình sẽ nấu bún bò Huế cả nhà, nhưng mà mình mua một nửa bún to, một nửa bún nhỏ. Ai ăn to thì ăn, ai ăn nhỏ thì ăn. Rồi không sẽ thiếu cái nguyên liệu này cả nhà. Bún bò Huế, tỏi, hành, hành ngò, cái này là nêm gì cũng được cả nhà. Tại mình mua rau sống á, nó cho mình ngò, ngò mình có ngò gai mình nêm ngò gai. Rồi xong. Rau sống này cả nhà ơi, nhìn rau sống là chảy nước miếng nữa rồi đó. Thấy chưa? Rất là ngon cái rổ rau sống chưa cả nhà. Rồi mình giới thiệu cả nhà, mình đang bắt nước mình luộc bò rút xương cả nhà. Mình mua cái bò rút xương á, nó mắc một tí nhưng mà nó rất là mềm. Mình luộc cho nó, mình luộc xong rồi mình sắt mình bỏ vô tô, nó rất là mềm mà nó rất là ngon nữa nghe cả nhà. Rồi không thể thiếu tăng 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 trứng cút của con mình. Mình đang luộc cả nhà, mình ngâm, mình xả mình ngâm cho nó nguội nè, để cho mình dễ luộc nè cả nhà ơi. Phải có món trứng cút cho con mình nha, bất cứ nấu món gì cũng có trứng cút. Rồi bây giờ trong khi chờ đợi cái nồi nước mình luộc bò nó sôi cả nhà, bây giờ mình đi đập tỏi đập hành mình phi ha. Quên đi, mình nói cả nhà chút nữa cái cục bên này cả nhà nè, cái hương vị bún bò với lại cái màu rất là đẹp. Bây giờ mình phi hành phi tỏi nha cả nhà. Cả nhà cái cục bún bò Huế nè cả nhà, ở trong này nó có 4 viên. Đó mình cắt ra nè, để chút nữa cái này hành nó vừa vàng mình bỏ 4 cục này vô. Tại vì mình nấu cái xoong là xoong nhiều cả nhà, nếu mình nấu cái xoong nhỏ á, ít người ăn thì mình nấu một cục thôi, hai cục thôi, trong này nó có 4 viên. Đó, còn này mình nấu xoong đầy nước cả nhà nên là phải 4 viên luôn. Rồi đã vàng rồi cả nhà ơi, nhưng mà chưa vàng lắm, vàng vàng một tí nữa ha. Từ từ nó tan này nè, từ từ nó tan ra cái màu, cái màu màu nó bún bò chưa đó, nó mới sơ sơ thôi mà cái màu màu dầu đã hấp dẫn rồi ha. Rồi cả nhà ơi, nó đã tan rồi đó cả nhà. Xong rồi mình tắt bếp theo ưng ý cả nhà, muốn màu cho nó vàng tí tí nữa là cả nhà ấy, nhưng mà mình gì là được rồi cả nhà, vàng quá cũng cũng không, mình không không thích vàng nữa nha. Rồi bên này bò cũng đã gần luộc xong rồi cả nhà, đã sôi nãy giờ rồi nè. Nhưng mà chút nữa mình gấp ra một miếng. Mình gấp ra một miếng mình cắt thử có chín chưa, tại cái sườn non này nó cũng nhanh chín lắm rồi cả nhà. Những miếng bò bự thì nó lâu chứ còn cái này nè, bò rút xương đó, nó cũng nhanh lắm. Rồi bắt đầu cả nhà gấp ra sắc thử chín cho chắc ăn hay chín rồi, bắt đầu mình gấp ra luôn, bắt đầu mình mới đổ cái này vô nha cả nhà. Đó, mình đổ cái này vô. Xong rồi mình nêm nếm là xong bún bò. Rất là nhanh ha, đâu có lâu đâu, lâu chỉ cái khó lặt rau lặt đồ này này cả nhà, chứ còn nấu bún bò rất là nhanh cả nhà ơi. Đó rồi mình tắt bếp nha. Rồi hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa, để sát cho cả nhà coi nè. Đó cái màu bún bò nó đã lắm. Rồi bên này nghe cả nhà, rồi bên này bắt đầu cái là cả nhà ưng ý rồi đó, là đã xong rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ mình mời cả nhà.
Rồi cả nhà ơi, đã xong cái thịt bò chín rồi cả nhà. Bây giờ mình mới đổ cái nước bún bò vô cả nhà ơi. Đây, cái ấy cả nhà. Đó. Đó, nãy mình để nóng mình đổ qua liền á là nó đỡ hơn. Còn bây giờ mình để nó nguội cả nhà. Nó cứng. Nên mình lấy cái nước nóng này mình đổ vô là nó sẽ ra. Rồi xong cả nhà thấy hấp dẫn không cả nhà ơi, đây tăng tăng tăng, thấy cái bún bò chưa đó, mình mà phi mà nó vàng nữa là cái màu, ý là khá là nó hơi vàng thì cái màu nó tái hơn, mà nó vàng nữa thì cái màu nó đậm hơn, nhưng mình như gì là vừa vừa với mình là cả nhà. Rồi cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Đó. Rồi xong rồi nha cả nhà. Mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok. Cho nó nguội đi rồi mình xắt lát 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 cả nhà.